Nhiều nữ sinh viên từ các miền quê đến Sài Gòn, Hà Nội nhập học đang phải làm thêm bằng vô số cách để có tiền trang trải học phí, sinh hoạt phí tại thành phố. Trong số đó, không hiếm trường hợp bị cuộc đời đưa đẩy phải làm gái bán hoa, rồi cũng không ít trong số đó chủ động cặp bồ với đại gia để có điều kiện mua sắm hàng hiệu đắt tiền cho bằng bạn bằng bè. Một số khác thì bị dụ dỗ, lôi kéo, thậm chí ép buộc thành gái chuyên nghiệp. Không khó để tìm kiếm các trang web về gái gọi sinh viên tràn ngập trên Facebook, Zalo. Chỉ cần lên Google gõ gái gọi sinh viên là lập tức hiện ra hàng triệu kết quả tìm kiếm. Trong đó có những trang là sinh viên thật, nhưng cũng có không ít trang lấy mác sinh viên để làm giá rau sạch. Các cô gái sử dụng trang Facebook như diễn đàn bán thân online để thoải mái tung lên những hình ảnh khoe thân lộ liễu, phản cảm. Giá dao động từ 2 đến 3 triệu đồng trên một người đối với mỗi lần đi bay lắc qua đêm và 3 đến 4 triệu đồng nếu khách đi tàu nhanh. Còn đối với khách có nhu cầu đi qua đêm thì mức giá có thể lên đến từ 5 đến 7 triệu đồng trên một người. Gần đây nhất, đường dây mại dâm cao cấp do Kiều Đại Dũ, thành phố Hồ Chí Minh với mức tiền ngất ngường 25.000 đô la Mỹ trên một đêm đã khiến dư luận choáng váng. Đang nói, Kiều Đại Dũ vốn là sinh viên khoa Công nghệ Quản lý Môi trường, Đại học VL và mới 22 tuổi. Cũng vài năm trước, tại Hà Nội, đội cảnh sát hình sự công an quận Nam Từ Liêm kiểm tra hành chính khách sạn Thảo Nguyên tại Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, phát hiện 3 đối tượng nam nữ đang mua bán dâm. Hà Yến Nhi, sinh năm 1991, ở huyện Than Uyên, Lai Châu, cựu sinh viên một trường cao đẳng tại Hà Nội, là một trong 3 cô gái bán dâm này. Nhi khai đã bán dâm ngay khi xuống Hà Nội học cao đẳng. Một phần cũng vì nhà em khó khăn, nhưng em nghĩ lý do lớn hơn khiến em lao vào con đường này là nhìn các bạn xung quanh mình sành điệu khiến em cũng tủi thân. Một lần bị bạn bè rủ dê làm nghề này, em nhắm mắt làm liều. Và rồi cứ vài lần tặc lưỡi, em coi nghề này như một công việc thông thường. Hà Yến Nhi trần tình. Hay vào tháng 6 năm 2015, tại nhà nghỉ Nam Hải trên địa bàn phường Trung Văn, Hà Nội, một trong 2 gái bán dâm bị bắt quả tàng tự khai hiện đang học cao học tại một học viện trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội. Với cái mác sinh viên, mỗi lần đi khách, cô nữ sinh cao học này được trả tới 2 triệu đồng. Còn nhớ trong đường dây gái gọi sinh viên của Nguyễn Thị Bích Phượng, sinh năm 1969, tại Hoàng Mai, Hà Nội, bị công an Đống Đa triệt phá. Khi bị cơ quan công an lấy lời khai, các sinh viên đều ở trong trạng thái hết sức lo lắng vì sợ câu chuyện của mình sẽ đến tai gia đình và nhà trường, nơi mình đang học. Cả 2 sinh viên kiêm gái mại dâm này đều thừa nhận tuy có những hoàn cảnh khác nhau nhưng họ đến với đường dây bán dâm của Phượng đều là vì tiền. Nguyễn Thị A, sinh năm 1990, ở Phú Thọ, là sinh viên năm thứ 2 một trường cao đẳng nghệ thuật tại thành phố Hà Nội. Là người có nhan sắc nhưng gia đình A thuộc diện nghèo túng, chỉ đủ tiền chu cấp cho A ăn học. Tuy nhiên, A lại sớm nhiễm thói ăn chơi đua đòi. A thích đến những nhà hàng, quán cà phê sang trọng để chứng tỏ đẳng cấp với bạn bè. Trong một lần, A gặp má mì Phượng và nhanh chóng lọt vào tầm mắt của má mì này. Khi được Phượng gạ gẫm, A đã lóa mắt trước sức hấp dẫn của đồng tiền và nhận lời trở thành nhân viên của má mì Phượng với tiền công 1 triệu đồng mỗi lần đi khách. Còn Nguyễn Thị Tê, sinh năm 1990, ở Yên Bái, khi bị bắt đang là sinh viên của một trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội. Với dáng người cân đối, xinh xắn, giọng nói nhỏ nhẹ, Tê là nhân viên cưng của tú bà Phượng. Nhà Tê có 3 chị em gái. Do gia đình không đủ khả năng chu cấp cho Tê ăn học, nên Tê đã sớm sa ngã. Theo tâm sự của cô, trước đây, Tê cũng có thời gian làm ăn chân chính, một buổi đi học, còn một buổi Tê làm thêm ở một quán ăn trên đường láng với mức lương 1,7 triệu đồng. Tuy nhiên, Tê vẫn nuôi ý định chuyển đi nơi khác vì làm ở đây vừa vất vả và số tiền công lại quá ít, không đủ để cô chi tiêu ăn học. Một lần tình cờ má mì Phượng tới ăn ở quán này, thấy Tê xinh đẹp nên đã để mắt và xin số điện thoại. Sau nhiều lần thuyết phục, Tê đã gia nhập đường dây mại dâm của Phượng lúc nào không hay. Mỗi lần cần tiền để tiêu xài, Tê vẫn nhắn tin cho Phượng với nội dung em đang thiếu tiền, chị xem có ai giới thiệu cho em để em đóng tiền nhà. Phóng túng và cạm bẫy. Một số bạn sinh viên ở Hà Nội cho biết, với không ít bạn sinh viên, kiếm tiền bằng cách bán thân khi bị phát hiện, các bạn ấy không những không xấu hổ mà còn nói đẹp mới có người mua, chứ xấu muốn người ta mua cũng không được. Không phải nghèo mới làm vậy mà trong số họ có cả con nhà khá giả, chủ yếu là do thích trưng diện, muốn có xe xịn, điện thoại đắt tiền nên mới chọn con đường này. Thật chua xót, họ sẵn sàng đánh đổi danh dự, tương lai để lấy những đồng tiền như vậy. A, sinh năm 1990, tạm trú tại 2/12 Nguyễn Phúc Lai, Hà Nội, khi bị bắt đã kể, nhà em ở Sơn La, bố mẹ em về hưu nên mỗi tháng chỉ cho em số tiền đủ đóng học phí và chi tiêu hàng ngày.
kỳ vừa rồi phải học lại một số môn nên em đã đi theo bạn bè tiếp bia để có tiền đóng học phí. Hay như HT chia sẻ, mặc dù được gia đình chu cấp tiền ăn học nhưng do với những nhu cầu cá nhân thì khoản tiền đó không đủ. Vì vậy, T phải kiếm thêm bằng vốn tự có. Đành rằng có không ít sinh viên ngơ ngác từ các miền quê về phố thị bị các má mì trăng lưới thì khó thoát được bước đường cùng. Song với không ít các cô gái có nhan sắc, nhu cầu tiền bạc lại càng cao bởi các cô nhất định phải sang chảnh bằng bạn bè. Đơn cử như với cô Hoa hậu Phương Nga, khi bị đẩy vào vòng lao lý, tất cả nỗ lực của cô là để chứng minh về bản hợp đồng tình ái với tên gọi chua chát, gái bao, bị lật kèo chứ không phải là sự lừa đảo. Cũng tựa như vụ người mẫu MC cao cấp 25.000 đô la Mỹ vừa qua, các cô gái ấy đều có học thức, có nhiều cơ hội. Tại sao các sinh viên, những người được coi là tri thức trẻ lại có thể sa chân vào con đường tội lỗi và trở thành những gái bán dâm? Thực tế là có không ít đại gia có tiền và thích giải trí bằng của lạ, độc và sinh viên là một trong những đối tượng mà họ nhắm đến vì họ nghĩ sinh viên vừa có sắc lại vừa có chữ. Đây là một trong những lý do để hình thành nên những đường dây mại dâm sinh viên để cung cấp cho những đối tượng khách hàng kiểu này. Trong khi đó, nhu cầu tiền bạc và lối sống buông thả, ăn chơi đồ đòi của một bộ phận sinh viên đang trở nên phổ biến nên họ đã không kiểm soát được chính mình. Đứng về phía cạnh xã hội học, một trong những nguyên nhân khác khiến các em sa ngã vào hoạt động mại dâm là bởi lứa tuổi của các em bây giờ đã có hoạt động sinh hoạt tình dục sớm. Nhiều khi các em nhìn nhận chuyện chung đụng thân xác một cách bản năng chứ cũng chưa thật sự hiểu một cách đầy đủ những kiến thức về tình dục. Không ít những gái mại dâm sinh viên ban đầu bước vào nghề với ý định chỉ làm một thời gian ngắn rồi rút ra, thậm chí chỉ một lần để kiếm thêm một khoản tiền nhất định mà mình đang cần gấp. Tuy nhiên, sau một thời gian, vì bị sức hút của đồng tiền nên dần dần các em đã chấp nhận và coi đó như là kế sinh nhai. Đồng thời để thỏa mãn lối ăn chơi xa xỉ cho xứng với đẳng cấp của dân chơi mà không hề biết rằng mình đang ngày càng xa vào con đường tội lỗi. Thực tế cũng có nhiều sinh viên vì theo bạn bè đã chót dại nhúng chân vào vũng bùn, muốn rút ra mà không được. Bi kịch của cuộc đời gái gọi đã khiến họ nhận ra sự ê chề nhục nhã, nhưng lúc ân hận thì đã quá muộn màng. Quay đầu lại thì họ đã mất cơ hội học tiếp vì bỏ học quá nhiều và không mấy người đủ can đảm để quay trở lại khi vết chàm nhơ bẩn của họ đã bị phát hiện. Và số phận của những tri thức trẻ này sẽ bước sang một con đường khác. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì thời lượng dành cho blog tâm sự cũng đã hết. Hồng Nhung rất là mong nhận được phản hồi của quý vị ở phần bình luận phía dưới mỗi video. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.